Mến chào cô dì, chú bác, anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog hay vậy. Thì tiếp tục thì ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ và cập nhật đến cho quý vị những cái thông tin mà liên quan đến cái vấn đề như là của cố nghệ sĩ ưu tú Bưu Linh và cái câu chuyện sóng gió gia tộc hiện nay. Thì chắc hẳn quý vị cũng biết trong những ngày hôm nay khi mà cái câu chuyện lùm xùm thì bên phía mẹ con bà Sáu đang rất là hả hê, và thậm chí thì bên phía mẹ con của bà Sáu cũng gài những cái tai mặt báo vào để xuyên tạc và vu khống rất là nhiều ha cả nhà ha. Thì nó thật sự ở đây là cái câu chuyện này cũng xuất phát từ hai cái bông hồng và hoa hậu ha cả nhà ha. Thì cái bà Mi Xuân với cái chị mà hoa hậu của mình đó cả nhà cũng rất là ghê gớm ha, cũng nhờ cái drama này mà hôm nay thì Hồng Loan khóc rất là nhiều ha cả nhà ha. Thì nó thật sự ai cũng rất là bức xúc, nhưng mà ngày hôm nay đây có một vị khán giả, thì một người chị thì hầu như cũng rất là bức xúc về cái vấn đề này và nói thẳng mặt về hai cái bông hồng này ha cả nhà ha. Để cho quý vị cùng nghe xong thì tiếp tục mình đi phân tích nha cả nhà. Em xin mời quý vị cùng nghe thử. Xin chào mẹ của Lê Vũ. Dạ, xin chào Lê Vũ và dạ, Hồng Ni. Dạ, em ca sĩ Vũ Lân và dạ, bé Loan. Thì chị cũng coi trên cộng đồng mạng thì thấy những cái chuyện trong gia đình của tụi em thì nó cũng quá là một cái con nó vừa PD và dạ, cái học tình lý ái nữa, một con nam, một con người mà nó có hai cái giới tính, một cái giới tính nam, một cái giới tính nữ, thì nó không được bình thường, thì nó vô nó quậy phá. Chị em anh em đã không được đoàn kết, thì hôm nay chị có một cái đôi lời để gửi tới đến gia đình của Lê Vũ. Thì những cái chuyện vừa qua em đã giúp đỡ bé Loan và dẫn dắt bé Loan, thì nói chung ra em làm điều gì cũng hoàn toàn là đúng hết, tất cả không có cái gì em làm sai hết, không có cái gì mà em muốn làm cho bé Loan mà em để chuộc lại cho cái bản thân của em. Thì theo như chị nhìn vô á thì chị thấy không có một cái gì mà em để làm mà em lợi dụng bé Loan và để làm cái đó để cho em chuộc lại cho có một cái số tiền hay là gì, là không có. Tất cả chị nhìn thấy là không có. Chị thấy em là một người rất là thương bé Loan và dẫn dắt cho bé Loan, giúp đỡ cho bé Loan được như vậy. Thì nói chung là cả trên cộng đồng mạng người ta nhìn vô người ta thấy em làm cái đó là rất đúng, chứ không phải là sai, không phải là em chuộc lại gì hết. Thì em cũng cầu, chị cũng cầu mong cho em ráng cố gắng lên. Em làm đúng thì trời Phật đã cho em một cái là bình yên mạnh giỏi, làm ăn đâu làm đâu thắng đó, làm gì được nấy. Còn người ta cố tình người ta để giật mặt em thì cái đó nghiệp quả nó sẽ từ từ nó sẽ lãnh, nó sẽ lấy. Và những gì từ lâu nay trời Phật đã cho nó thì từ đây sắp tới nó sẽ tiêu tan và trắng tay. Thì chị cũng cầu mong cho em và gửi cái đôi lời với Hồng Ni, tụi em gắng cố gắng lên để dẫn dắt bé Loan. Chị thấy cả nước ngoài ai cũng đều nói em là một người làm đúng, không có làm sai, không phải là em là lợi dụng bé Loan mà để dẫn dắt đồ này kia để chuộc lợi, là không có. Em là một người nổi tiếng trong nước và ngoài nước, cả thế giới ai cũng đều biết em đó. Thì nói chung ra em cứ nó làm đúng thì nó nói nó đúng thì cho nó đúng đi, nhưng điều á nó đúng không thì từ từ nó sẽ biết. Cái mặt nó bây giờ nói đúng là với em, nó đi ra đường nó chỉ lấy cái quần mà nó đội lên thôi. Nó thiệt chứ, chị nói một cái đôi lời này chị gửi đúng cho em luôn, đưa thẳng lên cộng đồng mạng luôn. Em đi ra đường em còn có thể diện, người ta còn vỗ tay hoan nghênh em là một người giúp đỡ cái Loan, dẫn dắt cái Loan như vậy đó, rất là tốt. Cái nhân từ đức hạnh mẹ của em ngày xưa
có ăn hiền ở lành tu hành lắm đó, ngày nay mới được một thằng con, một người con trai đã làm cái chuyện rất là tốt cho đời và để cho đời. À, chị cũng xin gửi lời em đừng có nói với mẹ, đừng có buồn. À, cái đó là em là một người cha mẹ có tu lắm mới được một người con làm cái chuyện giúp đời và cứu đời được phước. À, chứ đừng nghĩ gì hết, em cứ thẳng thắn một đường mà đi, không có nên mở miệng ra mà để xin lỗi cái con giới tính này. À, chị thấy rằng nếu mà ai mà có nhìn vô mà biết con Hương Lê là không phải BD đó, là chị đội người đó chị đi hết cả thế giới. Chị nói thiệt với em, chị nhìn cái tư cách cái miệng của nó là chị biết nó là cái giới, có giới tính nửa nam nửa nữ. Chị nói thiệt với em luôn, mà chị nói một câu như gì nè, theo như chị nghĩ là thằng Vũ Lưng này nè, không biết nó có BD không thì chị không biết, chứ chị nhìn nó nha, cái tướng đi và của nó và cái lời nói của nó thì cũng là nửa nam nửa nữ đó chồng đó. Cho nên cái con hoa hậu Phương Lê này không phải là nó là thật sự là người đã thương con bé Loan đâu, vì nó thương thằng Vũ Lưng, nó phái cái trái chuối của thằng Vũ Lưng, nó phái cái miệng của thằng Vũ Lưng đó. Cho nên á, nó mới vô nó nhào, nó nói là nó thương bé Loan, nó không có thương đâu, con nó ở nhà nó kìa, ba bốn đứa kìa, nó thương con nó làm tròn cho con nó là nó cũng được phước. Chị nói thiệt với em luôn á, con của mình còn đây, tuổi thơ còn đây á, mà mình nhào vô mình nói mình thương yêu người ta, mình bỏ chồng mình bỏ con mình mà chạy đem tiền đi cho trai là thương sao? Cái đó là mẹ mình đi theo mình đi thương trai đi. Thấy con bé Loan có một người anh nuôi rất là nổi tiếng, rất là giàu có, rất là có tiền bạc, muốn đi theo kiếm chuối thôi, phải không? Muốn kiếm chuối thôi, kiếm trứng thôi, phải không? Nói thiệt cho Vũ Lưng bây giờ đó, nó xách một cái cây mà thối gì thư đi đem lại cho ngon á, cái con giới tính này nó ăn đó, là nó ô cái này trời ơi ngon quá, mà đồ bỏ của Hùng Vũ Linh á, đồ bỏ của Hùng Vũ Linh nó sắp sửa nó sắp nó dục thùng rác rồi, mà đem lại cho nó ăn là nó ô cái này ngon quá, thơm quá anh ơi, em thích quá, chẳng qua là nó thích chuối với thích trứng thôi, em hiểu không? Đó, thì đây cái lời nói của chế gửi đến Lê Vũ và mẹ của Lê Vũ. Đó, mẹ của Lê Vũ thì cũng như là mẹ của chị đi, lớn tuổi là có tám mấy rồi không đó, chị cũng cầu mong cho em gắng cố gắng lên. Bây giờ nó chỉ cái còn cái nước nó đi ra đường á, nó giờ làm sao còn mặt mộc nữa em, nó giờ nó đâu còn mặt mộc nữa, cái mặt nó mặt móc rồi, bây giờ cái mặt nó là mặt móc rồi, mọc sừng á, cái mặt mày mọc sừng á, mày á hả, có chồng ba bốn đứa con rồi, mày muốn giờ mày muốn làm nghé mọc sừng nó đi làm nghé mà kiếm cây tơ đó, mày hiểu không? Mày mọc sừng mà đi kiếm cây tơ đó, cái mày mà mặt mọc, cái con đó mà ai đó nói là mặt mọc đâu, cái mặt móc của nó, cái mặt mà lên là nó phá đám, nó phá đình phá đám lên đâu mà dòm ngó gia đình của người ta đó. Dễ nói cho em nghe, chẳng qua là nó muốn chuộc lợi, nó muốn vô nó chuộc lợi, đặng nó kiếm like kiếm view là một, cái thứ hai nữa là nó muốn dựa vào con bé Loan đặng để làm văn làm này kia, làm văn sứ ăn này kia, đặng để cho nó lấy được cái tiếng ở bé Loan làm văn sứ đẹp quá cho người ta ùn vô, đặng đi đến cái cơ sở của nó làm nó chuộc lợi cái đó đó em. Nó thiệt cái tiếng Vũ luôn, nó Lê Vũ đó, chứ em là đang chỉ nhìn vô em không có chuộc lợi đâu, em không có chuộc lợi đâu, em có đó là em thương người, em giúp người, em dẫn dắt bé Loan, dạy dỗ bé Loan và cho bé Loan có một cái gì đó. Chị trên cộng đồng mạng này chị nói thiệt, ở nước ngoài ai cũng đều nói em là làm đúng, không bao giờ em làm sai, em là đi con đường đúng không có sai. Nhưng điều chị nói với em như vậy luôn, cả các ca sĩ nghệ sĩ gạo cội, nếu có ai mà
giao thiệp với con Hồng Ly nè, ấy với con Hoa hậu Phương Lê nè, là thấy nó là phải tránh xa, đừng nên làm bạn với nó đó. Nếu làm bạn với nó rồi là một ngày nào đó thì nó cho mình đội quần đó. Tôi nói giữa trên cộng đồng mạng, bà con cô bác trong nước và ngoài nước, có ai mà có quen biết Hoa hậu Phương Lê thì phải làm quen biết với Hoa hậu Phương Lê mà để làm bạn đồ này kia đó nha, thấy cái mặt nó là phải tránh xa, tránh xa, không có nên làm bạn với nó, không có nên mà kết tình chị em với nó. Thì một ngày nào đó nó đã làm bạn với mình, nó theo dõi cái đời tư của mình và nó theo dõi cái gia đình của mình, thì nó sẽ hạ đạp mình xuống đặng để có cái con đường của nó đi lên đó. Tôi nói với bà con cô bác phải tẩy chay con này, phải lội trừ con này. Nó, tôi nói giữa đây trên cộng đồng mạng, nếu nó có vô mà nó lên like, cứ vô trực tiếp thảy đá thảy thân và tẩy chay nó, không có mà không có mà lên mà để mà tiếp xúc với nó. Nó là một con người ác độc tàn nhẫn đó. Tôi nói thật luôn, bây giờ nó biết là thằng Vũ Linh không có mà đáp tình với nó, không có cho nó ăn chuối, cho nên nó mới bươi móc luôn cả thằng Lê Vũ đó. Phải mà Vũ Linh mà cho nó ăn chuối với ăn trứng đi, lấy trứng đó, hai cái trứng đó mà cho nó ngậm đi thử coi, trời ơi làm sao mà nó dám lên mà nó để mà hạ bệ Lê Vũ đó. Tôi nói là bà con cô bác trên cộng đồng mạng nghĩ có đúng không? Chẳng qua là nó phái chuối Vũ Linh đó. Thấy Vũ Linh không có đáp, không có cho nó ăn trứng, rồi không có cho nó ăn chuối, cho nên nó mới lên đó, mà nó để nó hạ bệ thằng Lê Vũ này, làm sao này nó giặt luôn cả Vũ Linh nữa. Chứ bây giờ mà thằng Vũ Linh á mà đứng qua mà ngã qua mà nói thằng Lê Vũ mà đúng rồi đó nha, là nó thiệt chứ thằng Vũ Linh nó là ra đường đội quần luôn chứ không phải đội nón đâu. Tôi nói thật luôn á, đừng có nên mà thấy nó như vậy mà nó đúng. Nó là một người sai hết tất cả hoàn toàn. Nếu cái lời nói của tôi mà trên cộng đồng mạng trong nước dòng ở, tôi là một người ngu dốt không hiểu, mà nhưng điều tôi nói thật, tôi nhìn vô á là tôi thấy thằng Lê Vũ này hoàn toàn là đúng, không có sai. Với con Hồng Ni này hoàn toàn là đúng, không có sai. Sai chính nhất là con Hoa hậu Phương Lê. Tôi nói thật với bà con cô bác, theo dõi đi, ráng theo dõi đi. Nó là một con ác độc, mưu đồ, mưu kế để hại người ta. Chị gì thấy, nó thấy thằng Lê Vũ nè, Hồng Ni nè, Vũ Linh nè, cứ lo cho bé Lon không, cho nên không có mà được. Nó định là nó muốn lên xe hoa với thằng Vũ Linh, nó định là nó muốn lên xe hoa với Vũ Linh, nhưng để nó lên xe heo quá, xe bắt heo quá, chứ còn nó mà nó lên xe hoa là không có cửa rồi. Nếu Vũ Linh mà rước nó mà lên xe hoa rồi đó, tôi nói thiệt, thằng Vũ Linh á sau này á không phải là tôi nói mà chùa của Vũ Linh nha. Nếu sau này mà Vũ Linh có cái chuyện gì đó nha, nói thiệt á, mà dòng đá dép nè, gạch đá nè, giày dép nè, đó rồi phân phướng nè, đó là Vũ Linh lãnh đủ hết. Thấy không, anh Vũ Linh á, anh Vũ Linh ảnh mất, ảnh nằm xuống, thấy không, người ta được lòng lại. Còn đối về nếu mà thằng Vũ Linh mà nó rước con Hoa hậu nội nữa thì cái sau này gạch đá với phân á là đem lên là Đà Lạt á, mà để trồng hoa, để trồng hoa đó, mang phân với gạch nó lên đó mà để trồng hoa đó, để đem hoa lên nó trồng hoa, mà lại đem hoa thú địch lên nó trồng luôn, chứ đừng có mà trồng được hoa này hoa kia. Tôi nói thật luôn. Rồi tôi có cái đôi lời tôi gửi đến mẹ của Lê Vũ ha, cho gửi lời đến mẹ. Mẹ của Lê Vũ cũng lớn tuổi rồi, cũng khoảng 80 tám mấy đúng không, con năm nay được gần 70 rồi. Gửi như kêu bằng mẹ đi, chắc có khoảng 80 90 mấy rồi đó. Thì
mẹ cũng đừng có buồn, con trai của mẹ là làm cái điều đó là tốt cho xã hội đó, ai cũng đều khen hết, ở nước ngoài ai cũng nói là Lê Vũ là làm đúng chứ không có sai, Lê Vũ cũng có thẳng thắn mà mình làm, mình đừng có nên mà đứng ra mà để xin lỗi, để hòa hợp với con này. Em chỉ nói với em nghe, em phải loại trừ cái con này ra, không có nên làm bạn với nó. Nếu em mà làm bạn với nó thì một ngày nào đó thì chị Nghi chắc cái đường tương lai của em chắc không còn tốt đẹp đó. Chị nói thật với em luôn, cái con này không phải là cái dạng này, nó là cái dạng bê đê. Nó là, chị nhìn chị thấy cái tư cách nó nói chuyện, nó lên cộng đồng mạng nó nói chuyện mà cái lưỡi cái mỏ nó chu qua chu lại là chị đã nghi rồi. Chị từ lâu nay chị nói cái con này nó có giới tính, nó có một cái giới bê đê, cho nên chị thấy nó lên cộng đồng mạng nó nói chuyện, đâu có ai đâu, có em nhìn em thấy con Hồng Ni nó nói chuyện đâu có đâu, đâu có phải như nó đâu, nó nói chuyện với giữa lưng mà cái lưỡi nó đưa qua đưa lại mà cái mỏ nó chu ra chu lại, nó mấy đứa bê đê nó vậy đó em. Chị thấy những cái đứa mà đồng tình biến thái là chị thấy cái lưỡi của nó nói chuyện với mình, cái lưỡi nó le qua le lại mà cái môi nó chề tới chề luôn đó là nó, cái nó là cái con giới tính. Rồi vậy hôm nay con làm clip tới đây ha, thì con cũng gửi cho mẹ của Lê Vũ nó nghe được cái lời nói của con, bác cũng phải gắng dồi dào sức khỏe. Mình lớn tuổi rồi, thôi con trai của bác làm cái điều đó là rất là tốt, nó không có cái chuyện gì hết, bác đừng có suy nghĩ nhiều về sanh ra mình sức khỏe mình không được tốt. Và thêm chị cũng xin cầu chúc Lê Vũ năm cũ bước qua năm mới dồi dào sức khỏe, công ăn việc làm của em được dạng sự bình an, đường tương lai được càng ngày càng sáng tỏ và được cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước ai cũng đều thương mến em. Thì chị cũng xin gửi những cái đôi lời và em cũng phải gắng lo cho bé Lon, dẫn dắt bé Lon, coi bé Lon cũng như là một đứa em của mình đi đó ha. Chị cũng trước hết gửi lời xin chúc nay cầm Diệu Nghi, chị cũng rất là yêu thích những cái tiếng nói của Diệu Ni, một người phụ nữ nói chuyện rất là dễ dịu dàng, dễ thương, nhỏ nhẹ, nói chuyện mở miệng ra là có tình cảm lắm. Rồi máy bay Lê Vũ và Hồng Ni và Vũ Lân và mong cho bé Lon con cứ bỏ qua, ai nói gì nói, nghe bên đây bỏ, nghe bên đây nghe bên kia cho đi đi, đừng có suy nghĩ gì hết. Người ta chẳng qua là cái con hoa hậu thứ địch này là chẳng qua nó thấy anh hai con thì nó mê anh hai con thôi đó, nó mê anh hai con đó thì nó mới bỏ ra, nó lo lót cho con, rồi nó lo con, nó sẽ nói con rồi này kia, nó là một đứa em thương rồi này kia vậy thôi, chứ nó là chỉ thương cái cuốn của anh hai con thôi đó nghe bé Lon. Rồi máy bay bé Lon nhiều nha, đừng có buồn, đừng có khóc nữa nghe, con lên đó con khóc và làm cô cũng khóc mấy ngày nay luôn đó, con lên con nồng mạng con khóc là cô cũng khóc suốt luôn. Tất cả cô dì chú bác anh chị em mình cũng vừa nghe một người chị cũng đã rất là bức xúc về vấn đề này và lên tiếng cực kỳ là hay ha cả nhà ha. Nói thật sự khi mà cộng đồng mạng ở đây á, mỗi lần mà thấy chị Hồng Lon buồn hay là chị Hồng Lon khóc một cái vấn đề gì đó thì hầu như ở đây mọi người cũng không có ai có thể là cầm được nước mắt hay cả nhà ha, cũng có thể là khóc theo chị Hồng Lon cũng rất là nhiều, tại vì cái niềm yêu thương của mọi người đã dành đến cho chị Hồng Lon không phải là nhỏ hay cả nhà ha. Và mọi người cũng hy vọng chị Hồng Lon sẽ sớm lấy được cái tinh thần của mình để lo cho gia đình và thậm chí là tranh giành lại được cái tài sản như là của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã để lại cho chị Hồng Lon ha, chứ không thể nào mà để những cái tài sản đó có thể là lọt ra ngoài ha cả nhà ha. Tại vì bây giờ hiện tại thì mẹ con của bà Sáu thậm chí là con Phượng Hoa như thế nào đó nó cũng đang còn rất là âm mưu và cũng rất là nhiều kế ha, tính toán mọi cái thủ đoạn của nó để làm sao mà có thể là chiếm được cái tài sản như là của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ha. Khi mà cái drama này nó đang xảy ra một cách chóng mặt thì hầu như mấy ngày hôm nay thì bên phía như là Vũ Lưng hay là thế này thế nọ thế kia đó, nhưng nói thật sự thì bây giờ
là trước mắt thì cũng đã giảng hòa rồi, thì mình cũng hy vọng là cái sự giảng hòa này nó sẽ đi đến hồi kết ha, chứ không phải là cố gắng làm sao mà để có thể là cố gắng giảng hòa để lừa gạt cộng đồng mạng ha. Ở đây thì cộng đồng mạng người ta rất là hay và người ta biết rõ về vấn đề này, chứ thật chắc đừng có suy nghĩ là sẽ lừa gạt được cộng đồng mạng ha, thì không phải là dễ ăn đâu ha cả nhà ha. Nói thật sự thì ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ và cập nhật đến cho cô dì chú bác anh chị em thì cũng có bấy nhiêu thôi. Quý vị và các bạn có xem thì cũng nhớ cho em những cái like và những cái chia sẻ nha cả nhà. Thôi thì em xin kết thúc cái video ở đây, em xin chào và bye bye, bye bye.